Gặp nhau rồi chẳng thể lìa xa, mấy cái album nước còn bao gian dở. Những cái dòng lưu lượng là trong thời gian gần đây là mùa nước nổi ở miền Tây hay là ở miền Nam á, thì mùa nước nổi thì bà con đang lên với một số lượng đơn rất là nhiều, và bên Sử Duy thì cũng đang cố gắng phục vụ để tốc độ nhanh nhất để phục vụ quý vị các bạn. Thì những cái dòng bơm lưu lượng bên Duy sẽ có 3 cây hàng. Một cây là bơm chìm, là chúng ta thả chìm xuống, chúng ta không có cần châm nước, không cần mồi nước gì cả. Một dòng thứ hai nữa là dòng bơm liền đầu, chúng ta để cái bơm, cái máy động cơ ở trên và đút cái đầu lúp bê xuống. Và dòng thứ ba là chúng ta sẽ dùng động cơ kéo dây go. Cái dòng kéo dây go thì sẽ có một cái lợi thế là nó hơi gùm gà hơn tí, nhưng mà có cái lợi thế là kéo bằng nhiều động cơ khác nhau, động cơ điện, động cơ dầu, máy dầu mình á, máy cơ động cơ diesel đó, máy dầu, máy xăng rồi đó, chơi được hết. Thì hôm nay thì Duy sẽ nói về cái sơ về cái dòng bơm chìm này. Bơm chìm này thì bà con ở miền Bắc á rất là thích và mua rất là nhiều ở miền Bắc. Ở miền Nam mình thì bắt đầu mới xài trong thời gian gần đây, và đặc biệt hơn thì dùng những dùng nông nghiệp á chúng ta rất ít xài, nhưng mà những dùng thủy sản và nuôi tôm ở nhà Duy hay là những cái dùng mà nuôi tôm á thì bơm chìm này đã xài rất là lâu rồi, 5-10 năm trước đã xài rất là nhiều. Và bên Duy đã có những cái phiên bản cải tiến là bơm chìm nó lưu lượng lớn hơn, và trên tay Duy và Duy đang ngồi cạnh đó là cái con C200 tại thủy sản Duy. Cái dòng C200 này được thiết kế á rất là bài bản và rất là chuyên nghiệp, và lượng nước rất là mạnh. Duy đã gắn trên rất là nhiều video và test thực tế, đẩy xa được nè, đẩy 200-300 mét không phải vấn đề, nó đẩy ngang thôi nha, còn đẩy lên núi thì câu chuyện khác nữa nha. Còn cái dòng này thì nó sẽ ra một cái lưu lượng rất là lớn, và cái động cơ thì nếu mà một pha thì sử dụng đó là 5,5 ngựa và 3 pha thì đó là 7,5 ngựa. Đây là cái dòng 3 pha nè, trên tay gì thì nó cơ bản nó giống nhau thôi, nhưng mà sẽ là có cái dòng 3 pha và cái dòng 1 pha. Và thứ hai nữa là cái dòng này á thì thiết kế bằng đó là inox 304 toàn phần luôn, từ trên xuống dưới inox 304 nguyên con luôn, kể cả cốt mà kể cả bạc đạn hay là kể cả về đầu bơm, cánh bơm rồi đó, sẽ chống xét theo thời gian. Và thứ hai nữa, cái cánh bơm mà bằng inox 304 thì nó sẽ bắt nước rất là tốt, và nó sẽ có một cái lực nước rất là tốt. Đó là lý do tại sao mà chỉ có đầu bơm nhỏ thôi, nhưng mà nó ra cái lượng nước đầy ống là 2 tấc đó, nó hay là cho đó. Thì cái dòng này á, thì đây là một cái phiên bản mà Duy đang bán rất nhiều và bà con rất yêu thích. Và nếu mà chúng ta có cần chi tiết hơn về cái dòng này thì cứ điện cho Duy, hoặc là những cái dòng mà những cái sản phẩm bên Duy á, thì cứ điện cho Duy để Duy tư vấn cho các bạn. Rất là cảm ơn quý bà con và quý anh em đã luôn đồng hành cùng thủy sản Yến Duy, là một trong những đơn vị cung ứng về thuốc men và đồ nghề thủy sản nông nghiệp, giao hàng toàn quốc, miễn phí ship. Xin chào, hẹn lại, xin cảm ơn các bạn nhiều.